Hoặc quý khách thích để làm phần da thì Kỳ Lân sẽ làm bằng vàng ở ngoài và trong để lại cho quý khách dáng da, đó là tùy theo option nhu cầu quý khách chọn lựa. Kỳ Lân sẽ phục vụ như ý muốn, kiểm tra từ đầu đến cuối, kiểm tra tất cả mọi chi tiết, mở ra kiểm tra men bo mạch nó phải đẹp như mới xuất sắc. Tiêu chí tiêu chuẩn cái thuộc gọi là từ sưu tầm thì nó là phải rất là khó khăn, bởi vì từ sưu tầm làm sao để lọc vào sưu tầm thì đó là một cái bí quyết, một cái kinh nghiệm cũng như một cái nguyên tắc tiêu chí riêng của Kỳ Lân. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, kỳ lân luxury.com, và hôm nay chủ đề về điện thoại, vâng, đó chính là chiếc điện thoại Nokia 8800. Như những clip trước, những chủ đề trước cũng đã làm về 8800 rồi, nhưng hôm nay Kỳ Lân sẽ làm chuyên sâu về chiếc điện thoại Nokia 8800 Ate, đó chính là chiếc điện thoại 88 Sophie Ate có hai màu, một là màu đen, một là màu nâu. Nếu như quý khách thích về màu vàng thì hãy lục lại clip cũ của Kỳ Lân, đó là chiếc điện thoại 8800 được đúc bằng vàng nguyên khối. Và hôm nay sẽ chi tiết về hai sản phẩm mà cho tất cả mọi người, tất cả quý khách yêu mến 8800 đều có thể sở hữu được một cách dễ dàng. Và xin mời quý khách cận cảnh chi tiết hai sản phẩm này. Về 8800 thì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về tất cả những gì liên quan đến điện thoại 8800 đời Ate thôi, đời cao cấp này thôi, còn những đời trước thì Kỳ Lân không làm, bởi vì đời trước nó là đời Sirocco Anakin thì nó đã quá lâu rồi và nó không có độ bền cũng như là pin rất là mau hết và chất lượng rất là kém giảm so với hiện tại bây giờ. Vì vậy Kỳ Lân chỉ chọn những sản phẩm nào thuộc top về chất lượng cũng như là về mẫu mã. Về Ate này thì chất lượng thì khỏi phải nói rồi, pin rất là lâu và cáp trượt rất là bền và kiểu dáng rất là sang. Cụ thể 8800 Ate thì chỉ có màu đen và không có phần da, thay vì da là còn bằng kiến và phía sau thay vì bằng da là bằng thép liền khối. Về phiên bản Sophie Ate này thì có màu đen và màu nâu, thì hai cái nó y chang nhau 100%. Chỉ khác biệt duy nhất đó chính là phần thép này là màu đen, phần thép này là màu nâu, và toàn bộ phím, mặt kính, tất cả mọi chi tiết là màu nâu, còn ngược lại màu đen thì tất cả là màu đen, kể cả phần da. Da này cũng là da nâu và da này là màu đen. Và tiếp theo dòng phiên bản 88 Ate thì có đời 88 Carbon. Carbon thì cũng y chang như là 88 Sophie Ate, nhưng mà nó là màu Carbon và phần da thì thay vào đó là phần Carbon. Và đặc biệt phiên bản 8800 Gold Ate phiên bản chế tác, có nghĩa là tất cả những cái phần vỏ này là bằng màu nâu hoặc là màu đen, hoặc là màu carbon, hoặc là màu gold mạ của hãng, thì Kỳ Lân sẽ chế tác tất cả phần vỏ này lại bằng vàng nguyên khối, vàng AU750-18K, và kể cả phần thìa cũng là vàng nguyên khối nguyên miếng. Phần bụng cũng vậy, Kỳ Lân sẽ làm bằng vàng nguyên khối nguyên miếng và thay phần da, không làm da mà làm bằng vàng nguyên khối luôn. Hoặc quý khách thích để làm phần da thì Kỳ Lân sẽ làm bằng vàng ở ngoài và trong để lại cho quý khách dán da, đó là tùy theo option nhu cầu quý khách chọn lựa, Kỳ Lân sẽ phục vụ như ý muốn. Rồi, và clip này Kỳ Lân chi tiết vào sản phẩm này, còn quý khách muốn coi lại những sản phẩm mà 8800 Carbon, 8800 Ate, hoặc là 8800 Gold, hoặc là 8800 Gold nguyên vàng khối chế tác, thì hãy truy cập trên website cũng như là kênh YouTube Kỳ Lân Luxury, hoặc là trang fanpage Kỳ Lân Luxury, hoặc chi tiết nhất thì quý khách có thể truy cập lên trên website kỳlanluxury.com, hoặc là quý khách có thể gọi trực tiếp cho Kỳ Lân theo số hotline 0901 247 247, hoặc là kết nối qua Zalo cũng là hotline luôn 0901 247 247. Và bây giờ xin mời camera đi chi tiết anh khởi động máy, hai dòng máy này cho quý khách xem. Hiện tại đang khởi động sẵn rồi, Kỳ Lân sẽ tắt nguồn. Rồi, Kỳ Lân đang tắt nguồn để khởi động lại cho quý khách xem.
Đối với dòng 8800 đã qua một thời gian sử dụng rồi thì quý khách phải chọn lựa được là nội thất bên trong nó phải là nguyên thủy, nguyên bản và nguyên zin. Cho dù một lỗi nhỏ sửa chữa nào mình cũng loại ngay lập tức. Và đặc biệt là dàn cơ nó phải chuẩn trượt, không rơ và không lúc lắc. Nhiều cái máy sử dụng quá nhiều, quá lâu thì cơ nó nhão, rơ, lúc lắc và dây nguồn đã mòn hết rồi thì khi quý khách sử dụng sẽ rất là nhanh hư. Bởi vậy nhiều khách mua đồ của Kỳ Lân bảo là sao đồ của em anh mua chất lượng tuyệt vời, dùng rất bền. Và một số đồ anh mua khác thì lại dùng nó bị nhanh hư hơn. Đó là do kỹ thuật chuyên môn khi mình tuyển chọn sản phẩm kho của Kỳ Lân Luxury. Tất cả sản phẩm của Kỳ Lân Luxury về sẽ được đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp kiểm tra từ đầu đến cuối, kiểm tra tất cả mọi chi tiết. Mở ra kiểm tra men bo mạch nó phải đẹp như mới xuất sắc và không một vết ẩm mốc, không một vết sửa nhẹ dù là nhẹ nhất. Và từ cọng dây nguồn mình coi thử nó có bị, tại vì trượt lên trượt xuống mà, nếu như mà một cái dùng quá nhiều thì nó không đủ tiêu chuẩn để mình bán hàng sưu tầm. Trượt quá nhiều thì dây nguồn nó sẽ mòn và nó sẽ những cái tì vết. Khi mình test máy bình thường nhưng mà khi mình dùng một thời gian là sẽ bị tẹt ngay. Đó là cái cần phải lưu ý rất là kỹ cho dòng điện thoại Nokia 8800. Và kể cả phần mic, phần tất cả chi tiết bên trong, kể cả phần chui sạc, thử có bị gãy chưa, bị thay chân sạc chưa. Bởi vì thói quen của người dùng điện thoại là hay đút găm sạc thẳng, mà khi rút ra thì nại á, nên nó sẽ hay bị gãy chân sạc này và thay chưa. Nếu nhiều người mà thay chân sạc lô thì mình nhìn mình biết ngay, còn nếu mà thay chân sạc zin thì khó biết, phải mở ra kiểm tra bên trong mới biết. Và thay xong họ sẽ, tại vì kỹ thuật mà, một khi đồ kỹ thuật sửa bằng cách kho hàng thì chắc chắn là sẽ không đảm bảo về lâu về dài. Nó sẽ hỗ trợ được lỗi lúc đó nhưng mà về lâu về dài thì chưa chắc là nó sẽ tuyệt đối. Đặc biệt là khi mà một kỹ thuật mà ẩu á, thì sửa xong kho xong hàng xong thì bắt đầu dùng cái bằng chải để mình nhúng xăng để mà chà những cái vết mà mình kho hàng á cho nó sạch sẽ đi, thì vô tình nếu như không kỹ, mỗi cái máy chỉ là một bằng chải dành riêng cho máy đó thôi, xong rồi mình sẽ vứt đi chứ không dùng một bằng chải mà dùng cho nhiều máy sửa đó. Thành ra là khi mà sửa rồi á thì bằng chải sẽ vô tình nó dính những cái chì bi nhỏ xíu trong đó, mà mình lau chùi nó sẽ bay vào những cái kẽ cái bo mạch, thì vô tình máy đơn bình thường sửa chỗ này cuối cùng vệ sinh nó lem vào chỗ kia đó, về nhà xài tự nhiên nó phát sinh lỗi kia cho nó bị chạm. Đó là cái kinh nghiệm, rất kinh nghiệm của Kỳ Lân Luxury. Bởi vậy Kỳ Lân không bao giờ bán máy sửa. Một khi máy Kỳ Lân bán cho quý khách hàng đã bị lỗi thì Kỳ Lân sẽ không bao giờ sửa. Và Kỳ Lân chỉ hướng là khi lỗi thì Kỳ Lân sẽ hỗ trợ thay bo mạch và đồng bộ dữ liệu lại nguyên bản qua máy kia. Không khuyến khích sửa máy bởi vì đồ đã qua sử dụng hoặc là đồ điện tử thì tốt nhất hạn chế sửa tối thiểu. Tiêu chí tiêu chuẩn cái thuộc gọi là từ sưu tầm thì nó là phải rất là khó khăn, bởi vì từ sưu tầm làm sao để lọc vào sưu tầm, thì đó là một cái bí quyết, một cái kinh nghiệm cũng như một cái nguyên tắc tiêu chí riêng của Kỳ Lân. Rồi bây giờ Kỳ Lân sẽ nói điểm khác biệt giữa dòng ATE thường, ATE Sophia và Carbon với Gold. Thực ra cái dòng 8800 ATE thì nó các phiên bản nó như nhau hết, nó chỉ khác nhau duy nhất là ổ cứng thôi và màu sắc chất liệu bên ngoài. Ví dụ như dòng ATE và dòng Sophia ATE thì nó như nhau về bộ nhớ, còn chỉ khác nhau hình dáng, cái không hình dáng thì như nhau, khác nhau về cái bố cục, về chất liệu một chút xíu. Và giữa ATE và Sophia thì nó chung ổ cứng, tức là nó xài chung một bộ, ổ cứng là một ghi. Và dòng Carbon và Gold thì nó lại nâng cấp về ổ cứng như thời kỳ lúc ra mấy giờ 2008-2009 mà. Thì cái điện thoại này một ghi bởi vì có chụp hình. Thời điểm bây giờ chụp hình thì quý khách biết là Vega thôi. Đâu có đẹp, đâu có sắc nét, đâu có HD, đâu có Full HD, đâu có 4K như dòng điện thoại. Bây giờ mà cần ổ cứng nhiều nên là một ghi 4G là ok. Và bây giờ nếu như chúng ta dùng một chiếc điện thoại này chuyên để phục vụ cho nghe gọi và phục vụ cho thời trang, trang sức, thì chúng ta đâu có cần chụp hình, chỉ là để nghe gọi pin lâu và bền, nghe gọi nó săn phong cách thôi. Thì đâu có giờ chụp hình đâu, thì phiên bản 1G hay 4G nó không quan trọng nữa. Và sẵn tiện đây Kỳ Lân sẽ cho quý khách coi giao diện cũng như là coi cách kiểm tra bộ nhớ. Thì khi chúng ta vào nè, menu, vào trong media hoặc là bộ sưu tập đây. Rồi vào bộ sưu tập, chúng ta bấm tùy chọn, chúng ta sẽ xuống xem tình trạng bộ nhớ. Đây bộ nhớ, chúng ta sẽ xem bộ nhớ này, media.
Hiện tại còn trống là 944MB, đây còn trống là 909MB, tức là nó bộ nhớ này là 1GB. Còn nếu như bộ nhớ 4GB thì sẽ ghi là 3GB mấy đó. Rồi, giao diện thì đơn giản lên xuống nghe qua lại, nghe gọi thôi, bấm phím. Và nãy Kỳ Lân có nói là kiểm tra một cái máy mà đã qua sử dụng, mình phải chọn những cái máy nó gần như là line new và new thì chuẩn nhất về cái cơ trượt nè. Lắc qua lắc lại một cái máy mà trượt ít, cơ trượt ít thì lắc qua lắc lại nó sẽ không rơ, và lắc lên lắc xuống nó cũng không có rơ, hoặc nó có rơ nhưng mà một chút xíu không đáng kể, chứ không thể là những cái máy mà xài quá đau, quá nhiều, quá đắt thì chúng ta cầm lắc nó cũng rơ, nó lắc nó cũng kêu, nó lục cục rất là khó chịu. Bởi một cái máy như vậy thì chất lượng nó sẽ chắc chắn là sẽ kém rồi. Và cái clip này Kỳ Lân cố tình đưa hai cái máy khác nhau về độ đẹp, một cái máy là đẹp xuất sắc như mới, một cái máy là cũng cỡ 90 mấy%. Thì quý khách xem nè, camera lại gần vậy mà, như cái máy này là xuất sắc, line new gần như là lắc không rơ mà lơ không lắc, đó là cái máy này xuất sắc. Còn cái máy này thì cũ hơn, để Kỳ Lân so sánh trong clip này cho nên quý khách xem nè. Nó sẽ có độ sơ dịch nè, nó có sơ dịch lắc nhẹ thôi, cũng không đáng kể lắm, nhưng mà nó sẽ không cứng bằng cái máy kia, thì chắc chắn độ bền về cái cơ trượt con này sẽ đỉnh hơn. Và khi chúng ta tháo bên trong con máy bên ngoài người ta xài nó phải tỷ lệ tương đương, ở ngoài mới như thế nào trong nó mới như thế đó, nó tương đồng, bên trong mới keng nữa, dây nguồn không một tì vết nữa thì tuyệt vời bền. Còn nếu như mà nhiều cái máy mà bây giờ ở ngoài thị trường của khách biết là rất nhiều cái máy lắp ráp mua men riêng, bo mạch riêng đó, men riêng đó, rồi dây nguồn riêng, màn hình riêng, phím riêng, thậm chí là da riêng, vì họ ráp thành cái máy thì chất lượng chắc chắn của khách sẽ hình dung được như thế nào rồi ạ. Và giá thành chắc chắn nó sẽ rẻ là chịu điều đương nhiên. Còn Kỳ Lân chỉ là đơn vị chuyên tất cả những gì thuộc về đồ sưu tầm, ruột nó phải như mới nguyên bản, máy nguyên thủy thì nó phải là nguyên thủy và nguyên bản. Còn quý khách thích chế tác, muốn chế tác thì Kỳ Lân sẽ lấy những cái máy nguyên bản nguyên thủy đó để chế tác lên cho quý khách, không đụng chạm gì tới bọc hàng qua mạch cả, thì nó mới tuyệt đối về độ an toàn cũng như độ bền cho quý khách, và nó thể hiện sự đẳng cấp. Và một con bật mí rất là dễ thương ngày hôm nay Kỳ Lân sẽ bật mí, đó là khi chúng ta dùng một chiếc smartphone mà khi đi ra ngoài, đi tiệc, đi chơi, đi công việc của mình, thường sẽ bị những người thân, người quen gọi hình video để mà kiểm chứng đó nha, rất là khó chịu nha. Cho nên là mình nên dùng một cái điện thoại 88 hoặc là một cái điện thoại phổ thông để mà khi chúng ta ra đường thì sẽ gọi nói chuyện thôi, làm việc nhắn tin thôi, khỏi bị theo dõi, khỏi bị định vị, khỏi bắt gọi video call gì hết. Và khi cầm vào chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ chọn một cái điện thoại tương ứng là phổ thông. Ví dụ như tầm của những quý khách đang rất sang thì chắc chắn sẽ chọn một cái điện thoại phổ thông sang, chứ không thể chọn một cái điện thoại bình thường được. Vì vậy Nokia 8800 nó là một chiếc điện thoại phục vụ về chất lượng, đồng thời nó là thời trang cũng như là trang sức luôn, hay là Vitu cũng vậy, nó là một chiếc điện thoại không phải là chuyên phục vụ cho nghe gọi. Nó nghe gọi rất tốt rồi, nó có thương hiệu rất nổi tiếng, số 1 về nghe gọi rồi, thì đồng thời nó về tuyệt vời, nổi tiếng về thời trang trang sức, nó là một món thời trang trang sức nữa. 8800 cũng thế, vừa sang trọng, vừa lịch lãm, vừa chuyên nghe gọi, pin rất lâu. Nếu quý khách nào cần những cái điện thoại như vậy để mà phục vụ cho cuộc sống, những điều mà nên bí mật của mình thì nên dùng. Và chiếc điện thoại mà thông minh smartphone thì chúng ta cứ để ở nhà làm việc, hoặc là dùng làm việc qua laptop hoặc là iPad. Thường thì iPad thì chúng ta sẽ không cầm thường xuyên, chúng ta sẽ làm việc ở khi cần đó, chúng ta cứ bỏ vào cặp tab, khi cần làm việc chúng ta sẽ lấy iPad ra làm việc. Mà Kỳ Lân thấy điều đó, tức là nó tiện, khi chúng ta làm việc thì cứ lấy iPad ra làm việc, việc xong bỏ vào cặp tab, cứ dùng điện thoại nghe gọi thôi. Rồi, như vậy là Kỳ Lân đã giới thiệu chi tiết về chiếc điện thoại Nokia 8800 AT, đặc biệt cụ thể là chiếc điện thoại 8800 Sophie AT này có hai màu. Và clip đến đây sẽ được phép kết thúc. Hãy đăng ký kênh YouTube này, hãy like, hãy theo dõi cái trang fanpage này để cập nhật nhiều video về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao sắp tới, cũng như là những kiến thức thú vị về những cái đồ xa xỉ phẩm, những cái đồ cao cấp. Hoặc là truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để theo dõi những sản phẩm, những danh mục sản phẩm Kỳ Lân Luxury. Hoặc là gọi trực tiếp cho Kỳ Lân số hotline 0901 247 247, hoặc là kết nối qua Zalo cũng hotline 0901 247 247. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để ủng hộ, để xem clip của Kỳ Lân. Và Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân trong quá trình
chơi đồ xa xỉ phẩm, đồ cao cấp đỉnh cao. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.